Hôm nay, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Công an Nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực IBA. Tối ngày 20... Từ ngày tháng 10 năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã cử hai tổ công tác gồm 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan, UNMISS cử một sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại phòng cảnh sát trụ sở Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân. Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình thủ tục cử mới 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Anmis ở Nam Sudan. Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã phát huy được những phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên Hợp Quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam thân thiện mến khách và yêu trụng hòa bình đến với Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quan đã trao quyết định cho hai sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA năm 2024, gồm Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh.